người. Này chiều nay tụi đi đâu nè? Đi đâu nói à? Đi ăn. Đi ăn. Đi ăn ăn gì? Ăn tối phải không? Nem nem nước thanh thảo phủ dùng mộc nha cả nhà. Ngon lắm. Rồi Tuấn chúc mọi người bình an vui vẻ đi. Cuối tuần. À rồi chú đi. Chúc mấy bạn cuối tuần vui vẻ. Ừ, cuối chú đi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. À, rồi chào mọi người này, chào mọi người nè. Chào mọi người. Bữa nay đi ăn nem nướng nha cả nhà. Nem nướng. Như cái đó ăn buổi sáng chứ. Ăn được. Giờ con ăn. Ăn buổi sáng rồi sao giờ con ăn được. Chén gì thôi chứ còn nội gì nữa Tuấn. Tuấn ăn đi. Hai đứa ăn đi. Nem nướng. Nem nướng cho nè. Ba ở ba đón nhà cũng còn nhéo má con. Sao nữa? Ai nhéo? Tuấn. Ờ anh cuốn cưng, anh cuốn hương, anh cuốn cưng mà cái gì vậy Tuấn? Mày nhéo ba. Sao anh Cún? Thì bữa nhớ nhẹ thôi nha, nựng thôi nha. Cún kỳ vậy nha. Mẹ.
cần cái máy nha.
ngon. Được.